Với tinh thần tương thân tương ái, triệu vòng tay hướng về đoàn viên người lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 và lũ lụt. Trong những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 đoàn công tác thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên người lao động ở 12 tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3, gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Cạn. Tổng số tiền Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các tỉnh là hơn 1 tỷ đồng. Thông qua Liên đoàn Lao động các tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa mong muốn sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời các công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và lũ lụt, và góp phần chung tay cùng các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động các tỉnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định các hoạt động sản xuất. Đây là những cái sự nỗ lực chung, cũng muốn là chung tay của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cùng với Liên đoàn các tỉnh, Liên đoàn Lao động các tỉnh thành khác để mà ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng trước hết là huy động nguồn lực từ công nhân viên chức lao động trong tỉnh, từ kể cả quà rồi là các cái nguồn lực bằng tiền để mà trực tiếp là hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động. Bên cạnh đó thì cũng trích một phần là kinh phí hoạt động của công đoàn Thanh Hóa để hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh phía Bắc đang gặp những khó khăn do bão lũ gây ra. Và bên cạnh đó thì còn nhiều cái nguồn lực hợp pháp khác thì cũng đang huy động để làm sao mà với một cái mong muốn làm sao có nhiều nguồn lực nhất có thể để mà huy động mà giúp đỡ trực tiếp cho hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh phía Bắc đang gặp những khó khăn do bão lũ gây ra. Cùng với đó, những ngày qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã nhanh chóng phát động đoàn viên người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng của bão lụt. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã chung tay chia sẻ những khó khăn mất mát, thiệt hại với nhân dân bằng vật chất và tinh thần. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã ủng hộ ít nhất một ngày lương. Người lao động trong khối các doanh nghiệp ủng hộ ít nhất 50.000 đồng. Bên cạnh việc ủng hộ tiền mặt, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và các cấp công đoàn cơ sở còn tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khác như ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, quần áo, chăn màn. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình, hỗ trợ công nhân lao động với tinh thần cao, nhanh nhất, kịp thời nhất. Qua các hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa mong muốn thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc, tương thân tương ái của người lao động tỉnh Thanh Hóa, góp phần cùng cả nước sớm khắc phục hậu quả của bão lũ.